Xin chào bà con, các bác đã quay trở lại với Tiến Tưởng BTS các bạn nha. Đây là một thiết bị mới anh em. Ok, ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại với dòng xe tải tới từ Nhật, và cụ thể đây là dòng Mitsubishi Fuso Super Red, dòng Super Red 5 anh em nhé. Nhưng mà đời này, con này đời 98 anh em. Nhưng mà nội thất của nó là nội thất 202 anh em nhé. Đấy, con này thì được độ lại nội thất. Còn nói chung thì mod này thì mod bên Indonesia. Thì hiện tại hôm nay thì mình đang sử dụng cái con ba chân này để chở một cái con cứu hộ đầu kéo, cứu hộ một con đầu kéo anh em nhé. Đó là con Nissan Bigthumb. Đó là cái con đầu kéo, nó đang hiện trên nó đang nằm ở trên thùng xe của mình anh em nhé. Đó, con này thì ta lấy nghịch anh em, vì nhập từ Indonesia về thì tất nhiên là Indonesia ta lấy nghịch, thì tất nhiên con này cũng là ta lấy nghịch anh em nhé. Đó, nội thất của nó là nội thất đời 202 trở lên anh em nhé. Nhưng mà cái mẫu thiết kế này là mẫu thiết kế của đời năm 1998 anh em. Đó, 97-98 96, nói chung thì chính xác là từ đời 96 cho đi anh em. Nhưng thôi thì mình cứ nói đời nó cao cao tí, đời 98 là đời 98, cái 2000 là đời cuối cùng của cái dòng thiết kế Super Red đời cũ này anh em. Sau này rồi thì họ là Mitsu đổi sang cái mẫu thiết kế mới, cabin mới anh em nhé. Đó. Hôm nay thì đi một cái cung đường phải gọi là nó khá là khó đi. Đấy. Khá khó đi anh em nhé. Đó. Mặc dù thì con xe tải đằng sau thì cái con đầu kéo đằng sau thì nó cũng không nặng lắm, chỉ khoảng tầm 9 tấn anh em nhé, mà cũng không tới đâu, 7 tấn thôi. Đầu kéo mà, đầu kéo mà xe ngắn mà, không không tới 10 tấn, cứ 7 tấn thôi. Con này đầu hơi nặng anh em nhé. Đầu hơi nặng cho nên là lên cái mớp này như là nó nghiêng cả cái cục cầu sau luôn. Rất là khó khăn anh em. Cực kỳ là khó lắm. Đấy. Anh em thấy là một bên đằng sau hai chân mà nó nghiêng theo cả cái đầu xe thì làm sao lên được, đúng không? Đó. Với thứ hai nữa là đặc điểm của những dòng xe Ford chở công trình đó là cái phần đuôi sau khá là dài. Thì cái đuôi nó dài như vậy thì lợi thế, nó cũng có lợi thế, nhưng mà khi đi vào những cung đường mà nó có cái chiều dài của cái con dốc nó ngắn ấy, thì thường thường thì đầu nó sẽ ngóc cao lên và hay bị quẹt gầm anh em, quẹt gầm đuôi ấy. Và những dòng này thì nó hay nâng đầu lên để cho cái đầu nó nhô cao lên, để cái phần đít xe ấy, nó thấp xuống để cho những cái con xe chẳng hạn như máy ủi, máy múc họ lên 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 phọt nó dễ hơn. Đó. Thôi thì đi đường tắt cũng được thì mình chuyển sang đi đường chính đi, nhưng mà ở đây những cái đá học này nó cũng to quá, khó mà qua được anh em. Không hề dễ dàng tí nào. Và cũng không hề qua được anh em nhé. Rất là khó khăn. Thật sự là khó khăn luôn. Do đêm khuya thì mình cũng không thể nào nhấn nhá được nhiều anh em nhé. Không nhấn nhá nhiều mà bình luận theo kiểu không cảm xúc vậy đấy. Rồi mình chọn đi đường khác anh em nhé. Người ta nói người thành công luôn có những cái cung đường gọi là cực kỳ là quái dị. Chắc chắn là đi theo đường chính, đi lên những cái đá này không thể nào mình qua được rồi. Thôi thì mình đi đường vòng vậy nhé, hơi chịu khó một tí anh em. Chỗ này hai cái mép nối, cái mớp nối của hai hai cái đầu map nó cao quá, mình không qua được anh em nhé. Đó,
hai đầu mớp nó mớp nơ, cái mép nối của cái đoạn abroad này nó cao quá, thấp thấp tí nữa là mình cũng sẽ qua được đấy, nên là mình chạy tốt dưới kia mới qua được. Thành ra là cái chiều dài mình đi đường tắt nó dài hơn. Cũng không hề qua được các bạn, khó lắm, khó qua lắm. Thì đoạn này cái mớp mớp mà cái hai cái mí mét của cái map nó khá là cao. Đây, đoạn này thì mình qua được này, đó, qua được này, đó, thấy chưa? Một đoạn đường dành cho anh em nào mê abroad hoặc là mê những cung đường phải gọi là nó chón đá gàn sỏi. Đấy. Rồi những cung đường phải nói là cảm giác kích thích khi vừa chơi vừa ngắm ha. Đây là phần phần dev riêng anh em. Trong map PKU nó sẽ có một đoạn riêng. Đây giờ mình ra gần tới đường rồi đây, ra tới gần ra tới đường chính rồi đây. Nói chung là hồi nãy thì mình cũng đã vượt qua cái đoạn qua một dòng suối đấy, lên một cái đoạn đường này rất là nhiều đá đây, đây rất là nhiều gồ ghề, rất là gồ ghề, cũng không thể nào đi lên đá được nhé, nên là mình chạy chọn đường đi mép mép bên cạnh. Đây là phiên bản ba chân anh em nhé, ở bên phiên bên Indonesia và Philippines, à bên Indonesia và bên Lào, Thái Lan hoặc Malaysia gì đó có phiên bản bốn chân, phiên bản xe độ nhé, hoặc là năm chân với tên gọi là Sachi Chiba siêu dài để chở gỗ keo nữa. Cái này lúc mình bị lỗi USB nha anh nhé, cái USB mình nối dây lại giờ nó cái bàn phím trên vô lăng của mình không dùng được, và đôi khi cứ nhảy nhác vậy mình tháo ra luôn, ôi lại đâm vào đá luôn. Nhưng đây là một đoạn dốc cũng khá là dốc nha. Qua đoạn này tới một cái đoạn dốc khá là cao, cực kỳ cao. Không lên được anh em. Mất đà. Anh em thấy không? Cái phần đuôi xe, cái phần sắt xi, phần đuôi xe, đít xe nó cả mặt đất luôn kìa. Anh em mà thấy những dòng xe dừng nằm á, mỗi lần mà chẳng hạn như xuống phà hoặc lên phà hoặc lên dốc, những đoạn dốc mà nó ngắn mà có cái quãng đường di chuyển nó ngắn đấy anh em nhé. Khoảng từ 1 đến vài 3 mét gì đấy, thì mỗi lần lên dốc hoặc xuống dốc thì các cái mớp đó thì phần đầu với phần đuôi, phần đầu ở dưới gầm xe hoặc là phần đuôi gầm xe của xe giường nằm thì hoặc là xe du lịch loại 45 chỗ trở lên em nhé, đóng format của thằng Universe thường hay bị cạ gầm cả cái phần
gầm xe xuống sàn, xuống cái nền đường đó. Thì ngày hôm nay thì con Fuso của mình nó không cả, nó cũng có cả xuống nền đường anh em. Đây là một đoạn dốc đoạn khá là khó khăn đó anh em. Hình như mình chạy thì ba đỏ mới lên được hay sao ấy. Có cái đoạn dốc cuối cùng mà chạy nhiều đỏ quá không lên được thì thôi mình dừng video luôn anh em. Phần cuối cùng anh em nhé. Đấy, đoạn phút từ 20 trở đi đấy. Một cái đoạn dốc khá là cao. À đâu. Cái này mình lên 1 ga luôn các bạn. Dốc khá là cao nhưng mà lên 1 ga một. Quá chửa. À, rồi tới đoạn tiếp theo là chắc có lẽ thì mình sẽ đi cảng nước sâu Mỹ Đình Hà Nội để trục vớt xe anh em nhé. Đây qua một đoạn ngập lụt khá là sâu trong thời gian vừa rồi thì thủ đô Hà Nội của chúng ta có xảy ra những trận mưa lớn lụt rất là kinh khủng. Và dân mạng đã có những câu nói rất là để đời về việc sự ngập lụt lần này của thủ đô. Và mình tâm đắc nhất với câu nói là cảng nước sâu Mỹ Đình Hà Nội. Phải nói là tâm đắc, rất là tâm đắc câu này. Đây, hôm nay mình sẽ trải nghiệm cảng nước sâu đây. Đấy. À, ngập lút xe luôn em nhé, lút ống thở luôn nhé. Đấy. Mà yên tâm thì ống thở này độ lại rồi, độ mang cá rồi cho nên là nó không nước vô được anh em nhé. Nói chung thì video này thì nó cũng tương đối là dài, khoảng tầm 24 phút. Nói chung thì mình cũng không bình luận lâu và dài được. Nếu các bạn thấy, nếu thấy hay thì hãy cố gắng giúp mình nhấn like, share, subscribe, ủng hộ kênh nhé. Cố gắng chia sẻ video này để giúp mình tăng cái đề xuất video lên để giúp các bạn dễ dàng nhìn thấy các video của mình hơn. Đó. Nói chung thì bây giờ thì phần cuối video thì xin chào và hẹn gặp lại và chúc bạn xem video vui vẻ.
Mm-hmm.